Dạ, chào mọi người nhé, chào mọi người kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mọi người sẽ cùng mình đi theo chị mình đi hái dưa nhé, đi thu hoạch dưa chuột. Đấy, lần vụ hái đầu tiên đúng không? Hay là hái lâu rồi? Ai hái được mấy mấy lần rồi? À, non nhở, dưa mới nhìn này, sướng không? Vạch thật kỹ và không là sót, sau này nó thành quả to ấy nhỉ? Nhưng bây giờ bắt đầu lên đây nhỉ? Bây giờ bắt đầu ra đúng không? Đây quả non của nó này. Quả non bây giờ ra nhiều lắm luôn ấy. Đây này. Đấy, đúng rồi. Đây là quả gốc nhỉ? Thế là cứ 2 ngày hái một lần nhỉ? Bởi vì còn những cái quả này nó đang ra nữa mà. Đây. Khó nhìn lắm. Mà em cũng không biết hái quả nào, nó quả nào được cơ. Thật đấy chứ. Ơi chị còn sót quả bên kia to đường kìa. Kia đây. Đấy. Mà cũng không biết hái quả nào là quả hái được quả nào không ấy. Đây bởi vì chị để lại những cái quả nó cũng còn to ấy. Nên là không biết quả nào chị hái, quả nào quả chị không hái. Phải để to thì nó mới được cân nhỉ. Đây. Đây đây, quả bên này nó to đúng rồi xong hái. Kia kìa. Đấy đúng không? Quả đấy không hái được à? Đấy, đấy. Lúc mình ở bên đây thì nó bé, lúc bên sang nó lại to ấy mà. Nhưng em nghĩ quả đấy là hái được. Đây. Kiểu nó là phải thế, đi về về nó bắt thót. Đúng rồi, nên đầy người mới thót những quả. Này, bà đi bà dẫm lên dưa rồi đây này. Đấy. Bây giờ nó mới răng ra đợt đầu nó chả không thế. Các đợt sau này, xoa tay chóc chẽo này. Vài đợt tới nhưng bây giờ cân được nhiều không? 10.000 cân. Thế cũng được anh nhỉ? Cố gắng mà thu hoạch. Trồng sớm đi một tí không trồng? Trồng thì muốn trồng lúa. Thì lúa xong cái trồng dưa luôn. Đấy, lúa xong là trồng dưa luôn là nó... Tầm này đấy, còn cái ruộng bên kia nó tàn rồi là người ta bỏ ruộng đấy. Đấy. Nó không cấy ruộng. Đúng rồi. Nhưng mà phải có lúa để ăn chứ nhỉ? Đi đông cũng chết, tự dưng trồng vụ dưa mà bỏ vụ lúa cũng chết. Ăn mà ruộng mình có phải ruộng mình đâu, toàn ruộng đi đấu thầu ấy. Thì mình đấu thầu cả vụ kia và vụ này. Ừ, thì phải. Ui, nói chung phải nói cái ruộng dưa này đẹp mỹ mãn luôn ấy, đẹp lắm ấy. Nhưng mà quả thì nó đang hái đợt đầu nên quả nó chưa được nhiều cho lắm, nhưng mà đến đợt sau là rất là nhiều luôn này. Vì nó đang ra hoa nhiều lắm. Hoa mới đang ra quả cái nhiều. Đấy. Nếu mà không trả thóc thì lại phải trả ấy nhỉ, trả tiền. Một tạ thì một ruộng một năm trả một tạ. Úi dồi. 5735 nữa. Hơn một tạ một tí nhưng mà trả thành một tạ. Trả một tạ thì mình trả cả năm thì cái vụ kia vụ mùa này thì nó được ít thóc thì mình lại nó lại bớt cho thì một tạ 8. Đây. Một tạ 8 một năm. Bởi vì cái vụ này vụ sau này là nó không được thóc rồi. Đúng rồi, vụ sau này là đa số là mất mùa nhiều, chả biết tại sao nhỉ. Cứ chỉ được một vụ thôi. Đây này, những cái chỗ mà cây nó thưa thưa này nó sẽ rất là sai quả luôn. Vì nó nuôi quả chứ nó không nuôi lá. Đây này, những cái chỗ mà xưa xưa này, thấy hoa không? Hoa bạt ngàn luôn. Đấy. Đây đây, quả to đùng thì lưỡn qua. Đấy. Đúng rồi. Hôm nọ buồn cười, em đi ra tận ruộng này, em đi xong em đi mua cây con chứ em tưởng là dưa trồng từ cây. Em bảo em đi ra mua chục cây em trồng ở trên xốp nhé. Ra người ta bảo ô mày người đâu mà lại còn bảo dưa trồng từ cây mà. Dưa người ta trồng từ hạt cơ mà. Nhưng mà ở trên mạng trên tivi là nó trồng bằng bầu cây đấy. Thế à? Nhưng mà mình ở
trực tiếp hạt luôn. Đây. Nhưng mà dùng ít thì khó trăng lắm. Đây. Đây đang đi thu dưa này, à, bán. Đây là cả một ruộng dưa to đùng. Chị bên kia có ruộng nào không? Đây đầy ruộng đang bị vàng lá rồi nhỉ, là hết rồi nhỉ. Bắt đầu đến ruộng của bọn chị bắt đầu được thu. Đấy. Quả này không được à? Mơ ơi. Kia. Bên nhà bà Nguyệt. Bà con sót. Mặt tăng toác đâu, gọi là dịu dàng vậy, tăng toác chán bật. Đang bảo chị là bà tăng toác. Bà tăng toác này bà im đấy. Là biết đến đấy đúng không? Khổ nhà em thì không có người dịu dàng cơ. Đấy chị gái đấy. Nhưng mà cái dưa của nhà chị là không có dưa bê mấy nhỉ? Mới được hái là không có dưa bê à? À. À. Đấy. Hôm qua em cũng đi mua dưa của nhà bà Ánh ấy. Đây. Bà Ánh em đi ra vườn bà ấy hái dưa này. Dưa bê nhà bà ấy có, em mua một đống. 5-6 cân lận. Đây. Cũng nhà bà ấy không nhiều như nhà chị. Kia có mấy luống ở kia kìa. Đúng rồi. Đấy, dưa sạch xanh xanh luôn đấy. Đấy, đúng rồi, bà ấy làm có ít thôi nhưng mà cũng hái được nhiều lắm. Cây nhà bà, dưa nhà bà ấy cây nó không cây nhiều. Đúng rồi, nhưng mà lại nhiều quả. Nhiều quả, đúng rồi. Hái cũng được hàng bao luôn chị ạ. Không ít đâu. Dưa mới hái lần đầu. Các bạn vừa cùng mình xem chị mình đi thu hoạch dưa nhé các bạn nhé. Các bạn thấy video của mình hay, các bạn nhớ ấn like, share, subscribe cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau ạ. Xin chào.